Bên em beta mình vẫn đang test Heaven các bạn nhé. Và chiếc cạc này thì không có một cái nguồn gì luôn. Mình đã cắm này, các bạn để ý là đèn, đây đèn 12V màu xanh đã sáng, đèn 3/3 đã sáng. Như vậy là mình đã cấp điện 12V và 3/3 cho cái roi này rồi nhé. Mình sẽ đo này, hồ của mình đây này. Đây chắc là 12V này. Ô, không có 12V này. Không lẽ cháy cầu chì à? Kháng ta, mình chưa đo trở kháng rồi. Mười hai vôi đã tới đây các bạn này, 12V tới con phét này rồi. Thế sao chỗ này không có 12V nhỉ? Vô lý. Mình sẽ kiểm tra chỗ này sau. 12V đã tới đây rồi, chúng là 12V đã cấp lên trên này rồi. Và mình đo này, ở đây có DRAM, GND và 5V, mình sẽ đo 5V trước. Đã có 5V này. DDR là nguồn RAM nhé, không có DDR này. Và GPU đo ở đâu ta? Đây các bạn ạ, GPU đo ở đây. Không có GPU luôn. Và đồng hồ báo dòng của mình là 0707A. Nó sẽ có một cái nguồn cấp trước ở đây. Mình sẽ đi kiểm tra tìm lỗi và mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhá. Mình đã thay IC các bạn ạ. Theo thứ tự xuất hiện nguồn của con này này thì là đầu tiên nó sẽ phải có nguồn 5V này. 5V ở đây sẽ có 5V này. Sau ấy sẽ có đến những nguồn GPU này. GPU vừa nãy không mất, bây giờ đã có 0.9 nhá. Rồi sau đó đến nguồn RAM, nguồn DDRV này. Đấy. Và còn đây 1.6V nhá. Rồi sẽ có một mức nguồn nữa là PCI. Còn sẽ có 1V. Ôi không làm vậy là ok nhá. Nguyên nhân lỗi này, mình đã thay IC này vẫn còn nhựa thông này. Chân số 7 này sẽ có lệnh N 0.84V. Vừa nãy mình có nhổ con này ra và mình đo thì dàn chân N nó tụt xuống còn 0.6V các bạn ạ. 0.6V thì IC sẽ không chạy. Và nguyên nhân chính khi đến nó tụt là bị lỗi IC các bạn ạ. Lỗi IC nên là mình có xả con này ra vẫn không chạy. Bây giờ mình sẽ lắp lại và mình kiểm tra fan xem có quay không. Và mình sẽ cho vào lên mình gắn nhé. Con này nó sẽ nhận đủ PCI 16 nha các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Ồ không phải, con này chỉ X8 rồi các bạn ạ. Nhìn như này thôi nhưng mà đến đây mới có một hàng tụ này. Như vậy con này cũng chỉ chạy PCI X8 thôi nhé. Chai keo các bạn ạ. Chai keo. Mình làm một người quay lại điện thoại nên các bạn chịu khó xem một chút nhé. Cắm quạt. Ở đây có chốt này, nó sẽ tự ứng với cái chốt quạt này. Cắm quạt. Ok. Bật ngược lại. Phải canh các bạn ạ. Hơi khó nhìn nhá, hơi khó nhìn. Mình sẽ canh cho đúng. Khó quá. Mình có gắn ngược không ta? Ngược các bạn ạ. Đâu đúng rồi mà. Mình đã gắn, đã tít, lên luôn các bạn ạ. Ok. Mình hay xem cái kênh của bên Trung Quốc, mỗi lần lên này là các bạn ở bên Trung Quốc các bạn ấy kêu là háo la, tức là tốt rồi. Vào thôi. Nhận luôn. Mình sẽ kiểm tra GPU Z trước. T730. Ok.
đó sai sai các bạn ạ. X8 đang chỉ nhận là X4 thôi. Bus và bandwidth chưa nhận. Memory size không mê. Có vấn đề các bạn ạ. Mình phải kiểm tra lại nhé. Có vấn đề rồi các bạn ạ. Những cái này không thể như thế được. Đã nhận đủ các bạn ạ. 64 bit, 1 GB RAM của Nvidia. Đã là ok nhá. Mình sẽ test Heaven. Đối với cả CT nó khá yếu vậy nên mình để mức low thôi. Cái này này, low. Sau đó thì run. Nó thấy đây còn dòng này và bắt đầu sẽ hiện hình ảnh FPS và các thứ ở đây. FPS. Cả khá mát, 32 độ. Mình tra keo xịn mà. Ok. 32 FPS, mức low. Và test liên minh nhỉ, và test liên minh hơn. Đã nhận đủ các bạn ạ. 64 bit, 1 GB RAM của Nvidia. Đã là ok nhá. Mình sẽ test Heaven. Đối với cả CT nó khá yếu vậy nên mình để mức low thôi. Cái này này, low. Sau đó thì run. Nó thấy đây còn dòng này và bắt đầu sẽ hiện hình ảnh FPS và các thứ ở đây. 30 FPS. Cả khá mát, 32 độ. Mình tra keo xịn mà. Ok. 32 FPS, mức low. Và test liên minh nhỉ, và test liên minh hơn.